đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7 km với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 2.290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu nối với đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn thành phố Hạ Long, kết thúc tại cảng km 6 thành phố Cẩm Phả. Trong đó, riêng đường hầm xuyên núi đá tại km 13 của tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả được thiết kế tổng chiều dài 235 m với hai ống hầm song song, mỗi ống hầm có 3 làn xe. Đây là một trong những công trình đường hầm xuyên núi có quy mô lớn nhất Việt Nam và cũng là tuyến hầm đường bộ 6 làn xe đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn 2 năm triển khai thi công với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương liên quan, tuyến đường hiện đã cơ bản hoàn thành. Những công việc cuối cùng đang được chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu hoàn tất đảm bảo tuyến đường được khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 cùng với hai công trình cầu Cửa Lục 1, trường Trung học phổ thông Hòn Gai. Kiểm tra thực tế tuyến đường và công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả không chỉ có ý nghĩa trong việc kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai đô thị lớn của tỉnh là Hạ Long và Cẩm Phả, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, đồng thời đáp ứng mong muốn của nhân dân, góp phần tạo động lực thúc đẩy mở rộng không gian phát triển đô thị và thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh. Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, để lễ khánh thành diễn ra trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh cùng các đơn vị nhà thầu tập trung hoàn tất các công việc cuối cùng khẩn trương, trong đó lưu ý đến công tác vệ sinh toàn tuyến, công tác hậu cần, an toàn giao thông, cảnh quan cây xanh, ánh sáng phải đồng bộ với các công trình hạ tầng giao thông đã đầu tư trên địa bàn. Sáng nay tại huyện Cô Tô, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động phân công chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025 và điều động phân công chỉ định đồng chí Đỗ Huy Thông, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ Tổng hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đề nghị trên cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục nỗ lực phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đoàn kết cùng với tập thể Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy đến dự. Năm 2021, các cấp công đoàn Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đạt kết quả tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tham gia phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, giám sát thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tham mưu cho tỉnh kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đề nghị năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống việc làm cho công nhân lao động gắn với chủ đề công tác của tỉnh và Công đoàn Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi để giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng làm việc tại Quảng Ninh, tiếp tục tham gia phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng cơ quan khối chủ trì. Trong năm 2021, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu thực hiện hiệu quả việc quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2022, cơ quan khối tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần giữ vững đà tăng trưởng của tỉnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về một số nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận và trao đổi một số nội dung liên quan đến quy hoạch vùng đất, mặt nước cảng biển, phân cấp tuyến luồng đường thủy nội địa, đầu tư xã hội hóa tuyến luồng vào cảng Vạn Ninh, định hướng khu neo đậu cảng Con Ong Hòn Nét, nạo vét luồng sông Tranh, đề án phát triển cụm cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh, đầu tư tuyến đường sắt kết nối đến cảng Cái Lân. Hai bên cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến đầu tư kết nối giao thông đường bộ cao tốc Quảng Ninh Lạng Sơn, nâng cấp một số tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang mong muốn thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện các quy hoạch của ngành giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh, những nội dung trao đổi tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải có ý nghĩa quan trọng, có phần cụ thể hóa nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh, giúp khơi dậy tiềm năng về cảng biển và dịch vụ cảng biển của Quảng Ninh. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song với tinh thần kỷ luật đồng tâm, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực quan trọng để công nhân cán bộ tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành mục tiêu năm 2022. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong năm 2021 vừa qua, hàng nghìn thợ mỏ quê ngoại tỉnh đã ở lại Quảng Ninh, chung tay chống dịch, giữ ổn định sản xuất, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành than. Còn em thì từ năm ngoái đến thời điểm hiện tại thì cũng là một năm rồi, thì tôi cũng chưa được về quê thăm gia đình. Tôi rất nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con tôi. Thì cũng tôi hiện tại thì tôi đang ở lại khu tập thể để cùng với các anh em sản xuất, vừa sản xuất và vừa phòng chống dịch ạ. Hơn 80.000 công nhân cán bộ ngành than sớm được tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, các đơn vị ngành than đã kịp thời điều chỉnh linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, nhất là khi có ca F0. Qua đó đã giúp sớm kiểm soát và lập lại trạng thái bình thường mới, ổn định hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. Tôi rất là vui mừng khi năm 2021 tỉnh Quảng Ninh đã giữ vững được cái thành quả trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế một cách toàn diện. Trong đó ngành than thì đó là một cái ngành đóng góp rất là nhiều vào cái thành quả đó. Thì chúng tôi là cán bộ công nhân viên của ngành than thì cũng được hưởng thụ từ những cái thành quả trên. Khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, TKV đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, tăng cường sản xuất các loại than có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của Quảng Ninh trong năm 2021. Cuối năm thì tập đoàn giao thêm làm thêm 150.000 tấn than, nâng sản lượng công ty cả năm lên 5.650.000 tấn. Đến nay thì công ty đã cơ bản là hoàn thành kế hoạch và dự kiến cả năm đạt 103% kế hoạch năm. Để đáp ứng cái chân hàng than chất lượng cao trong sản xuất của công ty thì công ty cũng đã bố trí để hoạt động sản xuất các nhà máy là 30/30 ngày đã đáp ứng được các cái chân hàng cho đúng cái tiến độ. Và hai cái là công ty cũng đã tích cực vào cái việc các cái thiết bị duy trì ổn định các thiết bị để đáp ứng cái sản xuất chung của tập đoàn giao.
Ước cả năm 2021, TKV sản xuất trên 40 triệu tấn than, tăng 2,2 triệu tấn so với kế hoạch. Than tiêu thụ 44 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Quảng Ninh ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, đóng góp trên 36% thu ngân sách nội địa của tỉnh. Năm 2022 thì chúng tôi xác định là tiếp tục phải đầu tư mở rộng sản xuất, sẽ lập các dự án đầu tư để xây dựng cái mỏ mới, thế rồi là duy trì phát triển cái mỏ cũ để làm sao cái điều kiện để tăng cái sản lượng khai thác than. Cái thứ hai nữa là tập đoàn sẽ đầu tư vào cái công nghệ để làm sao gì cái công tác quản lý tốt lên. Cái thứ hai thì năng suất lao động được tăng lên và điều kiện lao động của người lao động được tốt lên. Để cái đấy để truyền thống kỷ luật đồng tâm đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh để ngành than vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất của năm 2022 với chỉ tiêu than khai thác 41 triệu tấn than. Theo Sở Y tế, ngày hôm nay Quảng Ninh ghi nhận 156 ca mắc COVID-19, trong đó Cẩm Phả 5 ca, Móng Cái 7 ca, Hạ Long 19 ca, Uông Bí 21 ca, Quảng Yên 44 ca và Đông Triều 60 ca. Trong số này, 42 ca đã quản lý và cách ly, 114 ca phát sinh trong cộng đồng. Lũy tích số F0 phát hiện tại Quảng Ninh từ đầu vụ dịch đến nay là 3.158 ca. Ngành Y tế và các địa phương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lan rộng trong cộng đồng. Là một trong những địa phương có nhiều chùm ca mắc trong cộng đồng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 tại thị xã Đông Triều càng có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch. Thị xã đang tập trung lực lượng gấp rút tiêm chủng cho tất cả các trường hợp đủ điều kiện tiêm trên địa bàn. Ngay sau khi hoàn thành tiêm chủng cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và những đối tượng có miễn dịch yếu, hôm nay thị xã Đông Triều tổ chức tiêm chủng cho nhân dân trên địa bàn, bắt đầu từ phường Hồng Phong. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân hết sức phấn khởi khi được tiêm mũi 3, mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19. Thế công việc của tôi là ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc các hộ dân để sửa mạng cho tất cả hộ dân ở Đông Triều. Thì tôi thấy là cái chương trình tiêm mũi 3 này cực kỳ hiệu quả, giúp cho dân tăng cường sức đề kháng và an toàn. Vì cái dịch bệnh bây giờ càng phức tạp hơn và nhiều biến chủng mới hơn. Thì mình thấy là cái chính sách của nhà nước cực kỳ tốt và là đã quan tâm đến dân rất nhiều. Tôi nay 60 tuổi, nếu có lịch đi tiêm là tôi đi tiêm luôn. Thế này rất là tốt để cho đảm bảo cái phòng chống dịch bệnh. Theo kế hoạch, thị xã Đông Triều sẽ tập trung lực lượng, tổ chức tiêm chủng cho tất cả người dân đủ điều kiện trên địa bàn, liên tục trong các ngày tiếp theo, kể cả các ngày nghỉ lễ năm mới, với mục tiêu hoàn thành trên 92.000 mũi tiêm trong thời gian từ nay tới mùng 2 tháng 1. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai tiêm. Trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì chúng tôi tiêm muốn là càng sớm càng tốt, cứ vaccine về là tiêm lúc đấy. Và phương án là chúng tôi bắt đầu tiêm vào ngày mai, trong vòng 4 ngày. Từ ngày 30 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022 là chúng tôi sẽ tiêm toàn dân với phương châm là tất cả mọi người dân đều được phủ vaccine. Cùng với Đông Triều, các địa phương trong toàn tỉnh cũng đang tập trung tối đa lực lượng, tích cực tiêm chủng mũi 3 với mục tiêu đảm bảo tỷ lệ, tiến độ tiêm chủng của tỉnh. Theo Sở Du lịch, trên cơ sở thẩm định các tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh, đã có 557 cơ sở được dán nhãn an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở được đánh giá cấp nhãn an toàn cao và an toàn, bao gồm cả lữ hành, vận chuyển, lưu trú, cơ sở mua sắm, ăn uống, dịch vụ giải trí và khu điểm du lịch. Cùng với thường xuyên thẩm định đánh giá cập nhật mới các đơn vị đủ điều kiện, công tác giám sát thẩm định lại cũng được các địa phương thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo các cơ sở du lịch dịch vụ duy trì nghiêm các điều kiện an toàn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 12 cơ sở được thẩm định lại và đánh giá không an toàn phòng chống dịch. Các cơ sở này sẽ không được phép đón khách du lịch cho đến khi hoàn thiện, đảm bảo tốt các tiêu chí phòng chống dịch và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý. Dự và phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 11, khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh biểu dương những thành tích của Hội Cựu chiến binh tỉnh thời gian qua và đề nghị năm 2022, hội tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Năm 2021, ngành ngân hàng Quảng Ninh đã chủ động phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, đóng góp vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Hoạt động tín dụng đảm bảo chất lượng, tăng trưởng 5,4%. Các công tác xử lý nợ xấu, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý ngoại hối, thị trường vàng đều đạt kết quả tích cực. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành ngân hàng Quảng Ninh tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và của tỉnh, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát huy những kết quả đạt được năm 2021, tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12 triển khai công tác tuyên truyền miệng báo cáo viên năm 2022 vào sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Thường trực cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết chỉ thị của tỉnh về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh, việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm của đất nước, của địa phương trong tháng 1 năm 2022. Còn 2 ngày nữa là đến thời hạn ngày 1 tháng 1 năm 2022, những phương tiện kinh doanh vận tải không lắp đặt biển số vàng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, lượng người đến làm thủ tục chuyển đổi biển số vàng tăng đột biến. Đội đăng ký quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh. Dù đã cuối giờ làm việc buổi chiều, nhưng vẫn còn rất đông người dân và đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ sơ chuyển đổi biển số vàng cho phương tiện vận tải. Để đáp ứng được nhu cầu cho người dân, trong những ngày này, chúng tôi thường phải làm thêm ngoài giờ hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong công tác đổi biển vàng và sang tên không chứng từ chuyển nhượng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh, càng gần đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, lượng công dân đến làm thủ tục tại đơn vị càng tăng cao. Xuyên nhắc nhở người dân đến làm thủ tục, thực hiện khai báo điện tử bằng mã QR, thực hiện các quy định 5V5K. Tính đến ngày 27 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh đã giải quyết thủ tục cấp đổi biển số vàng cho trên 8.000 phương tiện kinh doanh vận tải, đạt trên 95% tổng số phương tiện phải chuyển đổi. Dự kiến việc này sẽ hoàn thành 100% trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Với thông điệp đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong tháng 12 này, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức tri ân khách hàng thông qua chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ và làm thiện nguyện vì cộng đồng. Triển khai chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành vệ sinh công nghiệp miễn phí 20 trạm biến áp cho khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ cam kết luôn đồng hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Trong cái diễn biến phức tạp của dịch COVID thì Điện lực thị xã Đông Triều đã cung cấp điện năng, điện lưới ổn định liên tục để đảm bảo được cái việc học trực tuyến của học sinh không bị gián đoạn, cấp điện ổn định, an toàn, hiệu quả cho các cái cuộc thi, kỳ thi diễn ra đối với ngành giáo dục. Tinh thần phục vụ điện rất là nhiệt tình, chu đáo và chúng tôi hoàn toàn rất là hài lòng và tin tưởng. Đặc biệt trong tháng tri ân khách hàng năm nay, các điện lực địa phương đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại các vùng sâu, vùng xa, tặng quà, thay màn mới đón Tết cho hộ nghèo, tặng áo ấm và sữa cho các em nhỏ. Cùng với đó là việc sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt miễn phí cho 110 hộ nghèo và 6 bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19.
Hôm nay được ngành điện đến sửa điện, lắp cho bóng điện sáng, tôi rất vui và cảm thấy yên tâm để sinh hoạt hàng ngày. Rất là cảm ơn ngành điện lực của thành phố Hạ Long thay bóng đèn rồi lắp bảng điện cho các cái hộ nghèo, nhất là tặng quà cho các cái hộ nghèo, nhất là cái gạo, thức ăn, thực phẩm, là một số quần áo ấm cho bà con, cho bà con được cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Ngoài các hoạt động cụ thể, công ty điện lực Quảng Ninh cũng tập trung cao cho việc đảm bảo an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất. Nguy hiểm trong quá trình sử dụng điện này. Công ty điện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các điện lực không tăng cường công tác kiểm tra để xử lý các khiếm khuyết trên điện để đảm bảo ổn định cung điện trong dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới. Song song với đó thì công ty điện lực Quảng Ninh cũng đẩy mạnh cái việc và thực hiện thi công các cái công trình đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện trong năm 2022 để phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2022 để góp phần cải tạo thiện lưới điện, đảm bảo ổn định cung điện trong cái dịp hè cũng như ngày nắng nóng trong hè tới. Đây là năm thứ 7 ngành điện tổ chức hoạt động tháng tri ân khách hàng. Điều này thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của ngành điện trong việc chung tay hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn trong cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp, tạo sự gần gũi thân thiện giữa ngành điện đối với khách hàng sử dụng điện, đồng thời lan tỏa nét đẹp người thợ điện EVN.